Tiếp tục chương trình thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả Đào Duy Kiên có số điện thoại là 0977, 3 số cuối là 019 ở Thái Nguyên, có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Xin hỏi chuyên gia cách bảo quản ốc nhồi trong thùng xốp, nếu ốc bị chết thì xử lý như thế nào? Xin mời chuyên gia. Thật sự cái sinh vật nào cũng đều phải có hô hấp. Nếu khán giả mà là cho vào thùng xốp mà đậy thì nó chết là phải. Tức là nếu bảo quản ốc nhồi trong thùng xốp thì trên nắp và xung quanh đều phải đục lỗ. Cái đấy nó phải đục cái lỗ cho nó tương đối để không khí ngoài nó thoáng. Tức là nó phải thở bằng oxy, chứ không thì không có sinh vật nào mà không hô hấp thì nó chết ngay. Nên trên anh để thùng xốp xong đậy kín mít thì nó chết ra đúng thôi. Chẳng có chứ gì, tức là tất cả các cái thùng xốp chỉ trừ gối đáy mà để ở đấy nó cho nó ẩm một chút. Tức là có thể dùng các cái giá thể, thí dụ như bèo tây hoặc là rau muống được, nhưng trên mặt và xung quanh thùng đều đục lỗ để cho nó thoáng, chủ yếu là thiếu oxy và khí carbonic nó thải ra là nó chết về cái đó. Cái cách xử lý như thế thì nó đơn giản lắm, không phải thuốc thang gì cả. Nếu là anh chị là hay là khán giả làm thế nào đục cho nó thủng lại thì để nó thoáng thôi chứ không có gì cả. Nên ta vận chuyển tôm từ Cà Mau ra Hà Nội người ta cũng làm như thế, cũng chở khô, nó chỉ để ẩm, gọi là chở ẩm chứ không phải chở khô. Nếu nhồi mà anh mà khán giả mà để chết thì này là chứng tỏ là bịt kín quá.